Xin chào tất cả mọi người. Và bây giờ thì tôi xin phép giới thiệu với các bạn một cuốn sách hướng dẫn du lịch các bạn ha, viết bằng cả tiếng viết bằng tiếng Thái và trong đó có cả từ vựng tiếng Việt. Thì đây là cái sách hướng dẫn du lịch về Bangkok, khám phá Bangkok và ẩm thực đường phố tại Bangkok. Thì trong cuốn sách này sẽ giới thiệu cho các bạn về hai cái nội dung chính. Đầu tiên đó là giới thiệu những cái địa điểm du lịch nổi tiếng tại Bangkok cũng như là những cái món ăn đường phố nổi tiếng. Và những cái món ăn đường phố này rất là đặc biệt bởi vì được nhận một cái giải thưởng đó là Michelin. Tôi hy vọng là khi các bạn đọc cuốn sách này xong thì các bạn sẽ nó sẽ cung cấp được các bạn rất là nhiều kiến thức liên quan đến những cái địa điểm du lịch nổi tiếng. Kèm theo là hy vọng các bạn có cơ hội các bạn hãy đi du lịch Thái Lan để mình tự mình trải nghiệm những cái địa điểm du lịch đó cũng như là thưởng thức những cái món ăn ngon. Để khi các bạn thưởng thức rồi thì các bạn có dịp để các bạn so sánh với lại cái món ăn Việt Nam coi thử là cái nó có sự giống nhau và khác nhau như thế nào. Cảm ơn các bạn.